Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp cấp nước sạch cho người dân khu đô thị Tân Tây Đô. Buổi họp có sự tham gia của nhiều bên gồm Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, chủ đầu tư cấp 1 của khu đô thị Tân Tây Đô là công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Phương. Hai chủ đầu tư thứ cấp là công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh và công ty cổ phần đầu tư Hải Phát. Đơn vị đang cấp nước cho khu đô thị là công ty cổ phần đầu tư và công nghệ môi trường Việt Nam và công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội. Tại buổi làm việc này, đại diện của công ty Nước sạch Tây Hà Nội cho biết nhất trí hoàn toàn với đề xuất của Sở Xây dựng. Song đơn vị này yêu cầu chủ đầu tư phải cùng chung tay xây dựng hệ thống nước sạch cho người dân và chủ động liên hệ với đơn vị này để đưa ra phương án chứ không thể phó thác trách nhiệm. Tuy nhiên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Phương đã phản bác và cho rằng chủ đầu tư cấp 1 và chủ đầu tư thứ cấp đã làm xong khu đô thị, hạ tầng đã bàn giao lại cho thành phố, các tòa nhà đã bàn giao cho dân cư đi vào hoạt động. Vị này cho rằng trách nhiệm của chủ đầu tư đến đây đã hết. Trước việc đùn đẩy trách nhiệm của các doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng đã giao cho công ty Tây Hà Nội cung cấp nước cho khu đô thị Tân Tây Đô và ngừng việc cấp nước hiện tại. Yêu cầu các chủ đầu tư cấp 1 và thứ cấp phải chủ động liên hệ với công ty Tây Hà Nội để lên phương án đấu nối nước sạch cho người dân. Có khó khăn vướng mắc, liên hệ sở huyện sẽ được tạo điều kiện giải quyết. Nếu sau 15 ngày, người dân vẫn không có nước sạch sử dụng, sở cũng như chính quyền địa phương sẽ mạnh tay xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư. Có những biện pháp cứng rắn, không thể để tình trạng người dân phải khổ sở vì sử dụng nước bẩn, ông Thắng chỉ đạo. Tại buổi làm việc do Sở Xây dựng chủ trì mới đây về tình trạng nước bẩn tại khu đô thị Tân Tây Đô, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng khẳng định, Việc để người dân dùng nước bẩn trong suốt thời gian qua là trách nhiệm của chủ đầu tư và chủ đầu tư phải có trách nhiệm đến cùng với người dân. Chủ đầu tư Hải Phát nói chỉ là người mua nước của công ty cổ phần đầu tư và công nghệ môi trường Việt Nam cấp cho dân, việc nước sạch nước bẩn như thế nào không biết là trốn tránh trách nhiệm. Biết rõ là nước bẩn, vẫn ký hợp đồng mua để ký cho dân mà trả lời như vậy là không đúng, ông Hoàng khẳng định. 5 năm qua chúng tôi đang phải chịu đựng đấy là cái nguồn nước vô cùng độc hại. Nguồn nước ở đây là nhiễm asen là gấp 3 lần, amoni thì gấp 6 lần. Từ chúng tôi chưa nói vấn đề các thành phần khác. Chúng tôi cũng đã là có rất nhiều biện pháp để yêu cầu Hải Phát xử lý rồi, nhưng mà đến giờ vẫn không được. Đặc biệt là cái nước nguồn nước sông Đà đang đi qua đây và chúng tôi đã đề nghị Hải Phát. Thậm chí là ban quản trị cũng đã đề nghị để được làm việc trực tiếp với Hải Phát và công ty Tây Hà Nội. Nhưng Hải Phát vẫn trần chờ và không vẫn không đến giờ vẫn không giải quyết. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền mua nước tại nhà máy vẫn phải đóng và tiền mua nước đóng chai để ăn uống thì vẫn phát sinh dù đã nhiều lần cầu cứu với chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư hải phát công ty cổ phần đầu tư công nghệ môi trường việt nam đơn vị cung cấp nước song trong nhiều năm qua chất lượng nước vẫn không có gì thay đổi